Hai cô công chúa đang vẽ tranh. Hồng Mai vẽ ai đấy? Vẽ búp bê à? Hay vẽ ai đấy? Vẽ công chúa. Công chúa gì đấy? Công chúa gì? Công chúa Elsa xà đấy à? Thế là công chúa gì? Công chúa thỏ. Công chúa Elsa đấy chứ. Mai vẽ công chúa gì đây? Công chúa thỏ kìa. Cô giáo trên lớp dạy vẽ à? Ui, vẽ đẹp thế nhỉ? Sao sao con không lật lên cái mặt lên mặt kia con vẽ cho nó đẹp, vẽ mặt đấy. Mày. À, Hồng Hồng dơ công chúa Elsa cho bố xem nào. Dơ dơ lên cho bố xem công chúa Elsa. Tóc màu hồng. Tông sạc tông luôn. Hồng đang tô màu gì đấy? Màu gì? Màu màu cam à? Theo xa bảy sắc cầu vồng rồi. Con người tôi á. Thế Mai đang tô màu gì? Tô tóc màu gì? Mai màu hồng. tô tóc màu hồng luôn kìa. Tô màu màu gì thế? Tô hẳn màu hồng rồi. Đâu? Đây. Vũ đang quay đây. Búp bê áo xà của Hồng đúng hợp luôn màu áo của Hồng luôn. Áo hồng tô màu hồng luôn. Nào giơ tranh lên bố xem nào. Hồng, giơ tranh lên bố xem nào. Hồng ơi, giơ tranh lên bố xem nào. Kỷ vẽ gì đây? Quỷ đầu cưa kìa. Kinh thế kìa. Ba anh em đang học vẽ. Anh hai vẽ quỷ đầu cưa. Nhìn rất mộ định. Tô màu đi con. Tô màu vào chứ. Vẽ xong rồi tô màu đi. Ba anh em tô nhanh nha, ai xong trước thì được có thưởng nha. Thưởng gì cũng được, thích gì bố thưởng. Hồng Hồng gì đấy Hồng con? Nào, giơ đây nào, khỉ giơ đây nào. Kẻ thì màu trắng nha. Ui giời. Tô kẻ chứ tô nhiều rồi chứ. Tô cưa không? Chào các bạn đi tắm nào.